Xin chào anh em đã quay trở lại với Tám Bóng Đá. Hãy like và subscribe để ủng hộ kênh nha. Hôm nay chúng ta soi kèo trận đấu giữa Juventus gặp Inter Milan, trận chung kết của Coppa Italia, tức là giải vô địch cúp quốc gia của Ý ấy. Juventus các trận gần đây họ chơi với một cái tỷ số mà không thực sự khiến cho người chơi cảm thấy thoải mái, thỏa mãn, bởi vì những trận thắng rất là sát sao, thắng nhọc nhằn. Hơn nữa trong 5 trận ra sân gần nhất còn có một trận hòa trước Bologna và một trận thua 1-2, một trận thua sốc trước Genoa. Inter Milan thì trong chuỗi 5 trận đấu với 4 trận thắng của mình thì lại xen kẽ vào đó là một trận thua 1-2 trước Bologna. Có cảm giác rằng cái việc phải thi đấu nhiều mặt trận đang khiến cho cả Juventus và Inter Milan họ đang có những cái cú sẩy chân bất ngờ. Thì vào mức kèo tài xỉu trận này, hiệp 1 là 1 hòa, còn cả trận là 2,25. Với cái mức kèo chấp như thế này, chúng tôi nhận thấy rằng nhà cái cũng đang đánh giá trận này có khả năng ít bàn thắng. Và chúng tôi cũng đang nghĩ như vậy bởi vì đây tính chất một trận chung kết. Mặc dù mùa này thì Inter Milan gặp Juve đã có những trận đấu mà nhiều bàn thắng được ghi, nhưng mà trong một trận chung kết như thế này thì cái đội được đánh giá thấp hơn là Juventus. Họ sẽ có cách chơi là chắc chắn và chơi thủ nhiều hơn để duy trì một thế trận ổn định cho họ. Và mặt trận tấn công thì Juve cũng đang rất mạnh ở khâu phản công. Họ có Vlahovic cùng cầu thủ tốc độ để có thể tổ chức những pha phản công rất nguy hiểm. Inter Milan đã cho thấy sự nhạy bén cho hàng công các trận gần đây. Tuy nhiên với việc mà Inter cũng rất muốn giành cái cúp này và việc thăng hoa trong một trận chung kết thì còn tùy thế trận nữa, và chúng tôi vẫn lựa chọn cửa xỉu để có sự an toàn nhất trong trận này. Nhà cái đưa ra mức chấp kèo trên dưới là Inter Milan chấp Juve 0,25 trái. Đây là một mức chấp khá nhẹ, nhưng mà chúng tôi nhận thấy rằng Inter Milan dù họ có phong độ mà tốt đến mấy nhưng mà cái lối chơi thì cũng chưa thực sự là có sức bật, đặc biệt là trong một trận đấu cuối cùng để chọn ra nhà vô địch thì hai đội sẽ chơi một thế trận chắc chắn hơn, ổn định hơn, và nhất là Juve họ rất muốn kéo trận đấu này đến loạt sút penalty, bởi vì hiện tại thì mặc dù chất lượng đội hình của Juve không hề kém cạnh với Inter nhưng mà cái khả năng gắn kết lối chơi họ lại kém hơn. Chúng tôi nhận thấy rằng với một thế trận mà Juve họ không quá đẩy mạnh tấn công, còn Inter Milan cũng phải chơi với một sự chắc chắn nhất định, thì việc chọn cửa dưới Juventus là lựa chọn của chúng tôi. Dự đoán tỷ số hai đội hòa nhau 1-1. Trên đây là một số nhận định cá nhân của chúng tôi, còn phần quyết định vẫn là ở anh em. Chúc cho anh em sẽ có một cái nhìn thật sáng suốt trên những lựa chọn của mình, và đừng quên like, subscribe kênh YouTube của Tám Bóng TV để có thể cập nhật sớm nhất những màn soi kèo hay và sôi động nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.